Clickbuy đồng hành cùng video này. Mua iPhone giá siêu tốt chỉ có tại Clickbuy. iPhone XS, XS Max chỉ từ 8 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành tốt nhất Việt Nam. Một đổi một trong 12 tháng, cam kết đổi ngay máy mới full box nếu có lỗi, bảo hành rơi vỡ, rơi nước đầy đủ. Đến ngay các cửa hàng thuộc hệ thống Clickbuy trên toàn quốc hoặc truy cập clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất của ngày hôm nay. Đến với thông tin đầu tiên, Vertu ra điện thoại siêu sang đắt gấp 10 lần iPhone 13. Hãng di động siêu sang Vertu mới đây vừa ra mắt mẫu điện thoại mới toanh tên khá là na ná iPhone, cụ thể là chiếc iVertu 5G. Nhắc lại một chút thì Vertu trước đây là một thương hiệu con thuộc sở hữu hoàn toàn của Nokia. Sau đó thì công ty Phần Lan đã bán Vertu cho một công ty cổ phần tư nhân, trong khi Nokia duy trì 10% cổ phần. Với mẫu iVertu 5G hiện mới chỉ có sẵn tại Nepal và được phân phối bởi chuỗi cửa hàng Olive Store. Các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm thì bao gồm màn hình 6,67 inch AMOLED Full HD cộng 120Hz, CPU Snapdragon 888, GPU Adreno 660, RAM 12GB, bộ nhớ trong là 512GB, cụm 4 camera chính là 64MP cộng với 64MP siêu rộng, một ống kính 5MP macro và một ống kính 5MP đo độ sâu. Cùng với đó là camera selfie 16MP, hệ điều hành Android 11 được cài sẵn với giao diện là Vertu OS, kích thước 163.56 x 75.27 x 8.76mm, trọng lượng là 200g, pin là 4200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 55W. Với mức cấu hình như vậy thì có thể thấy rằng là chiếc iVertu 5G chính là mẫu điện thoại siêu sang mạnh nhất thế giới hiện nay và hoàn toàn mạnh ngang ngửa các mẫu điện thoại chơi game đến từ Lenovo hay là Asus, Xiaomi. Về thiết kế bên ngoài thì chiếc điện thoại này được bọc kim loại mạ vàng cùng lưng da cá sấu cho tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 87.2%. Điện thoại cũng có một máy quét dấu vân tay trong màn hình. Giá bán của chiếc iVertu 5G hiển nhiên không rẻ. Nó được thông báo là có giá từ 700.000 rupee và cao nhất là 1 triệu rupee, tức là từ 9.500 đô la Mỹ đến 13.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng từ 214 đến 307 triệu đồng, đắt gấp 10 lần một chiếc iPhone 12 Pro Max hiện nay, hoặc sang mồm hơn thì đắt gấp 10 lần iPhone 13 cuối năm nay cũng được, vì bước giá của dòng iPhone 13 sẽ tương tự như iPhone 12 hiện tại. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple cân nhắc ra iPhone SE giá rẻ có cổng USB-C. Không ít lần Apple từ chối trang bị cho iPhone của mình cổng USB Type-C thay cho cổng Lightning độc quyền. Ngay cả iPad Pro từ năm 2018 trở lại đây và iPad Air 2020 cùng với MacBook, iMac và Mac Mini đã có cổng USB Type-C. Người dùng iPhone đã quen với điều này nhưng có chút khó chịu. Và các nhà lập pháp EU cũng tỏ ra bất bình. Đến tháng 9 này, Liên minh châu Âu EU dự kiến áp dụng một đạo luật mới bắt buộc tất cả điện thoại thông minh bán ra ở châu Âu phải có một cổng sạc tiêu chuẩn. Và tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng USB Type-C là loại tốt nhất hiện nay để kết hợp truyền dữ liệu, sạc pin lên đến 100W và dễ dàng hoán đổi. Do đó mà nghiên cứu đề xuất bất kỳ bộ sạc điện thoại nào được bán ra ở EU phải cung cấp công suất tối thiểu là 15W. Nếu được chấp nhận, tổ chức này phải cho các nhà sản xuất một khoảng thời gian dài để thiết lập kế hoạch và dây chuyền sản xuất cho phù hợp. Trong một vài năm nữa, rất có thể USB Type-C sẽ trở thành tiêu chuẩn thực tế theo trình tự chọn lọc tự nhiên, tất nhiên cũng áp dụng ngay cả với iPhone của Apple. Nghiên cứu tuyên bố USB Type-C sẽ thay thế hoàn toàn USB Type-B vào năm 2023. Cổng kết nối này được chấp nhận vào năm 2016 là cách tốt nhất để giải quyết cả việc sạc và truyền dữ liệu bằng một cổng, nhưng chưa chắc sẽ còn được phát triển trong 5 năm tới. Trong trường hợp này thì EU phải tiến hành nhanh chóng để điều tra lại tiêu chuẩn mới và điều chỉnh thời hạn nâng cấp. Thực tế, tương lai mà Apple đang hướng đến chính là một chiếc iPhone không cổng kết nối vào năm 2022 hoặc 2023. Sau đó rất có thể các đối thủ cạnh tranh của Apple, ví dụ như Samsung, sẽ làm theo. Điều này có nghĩa là vào thời điểm luật này có hiệu lực thì iPhone, Galaxy và các điện thoại cạnh tranh khác có thể đã trở thành những thiết bị điện tử không cổng, không lỗ trong tương lai. Tuy nhiên, nếu áp lực từ phía châu Âu là quá lớn thì Apple cũng có thể cân nhắc ra mắt các mẫu iPhone mới có cổng USB-C với giá rẻ. Nhiều khả năng sẽ là iPhone SE 3 hoặc là iPhone SE 4 trong tương lai gần chẳng hạn. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Google dịch dính lỗi chửi bậy người dùng. Trong vài ngày qua, Google trở thành trò đùa trên mạng xã hội. Cụ thể thì khi người dùng điền câu What doing you now từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ nhận được kết quả có nội dung là sai rồi, DM, phải là What are you doing now? Nhiều người dùng đăng tải lỗi này lên mạng xã hội chia sẻ sự bất ngờ khi một công ty nổi tiếng về AI lại có lỗi ngớ ngẩn như vậy. Đến 14 giờ ngày 16 tháng 8, bản dịch của câu tiếng Anh nêu trên đã được thay thế bằng một cụm từ tiếng Việt có nghĩa, mặc cho bản gốc bị sai ngữ pháp.
Lỗi này có thể đến từ tính năng đóng góp của người dùng. Theo Google, việc đóng góp bản dịch giúp cải thiện sự chính xác của ngôn ngữ. Tuy nhiên, tính năng này cũng nhiều lần bị lợi dụng để cho ra các kết quả dịch khó hiểu, vô nghĩa hoặc là nực cười. Đây không phải lần đầu tiên công cụ dịch tiếng Việt của Google cho kết quả bị sai lệch. Năm 2019, khi dịch câu morning từ tiếng Anh sang tiếng Việt, kết quả trả về là tiếng Anh ghi cũng ngu, phải là good morning. Hay cụm từ am, tr bị dịch thành sai chính tả rồi má. Trên Reddit có hẳn một cộng đồng tên là TranslateGate để người dùng đăng tải những trường hợp dịch thuật ngớ ngẩn của Google dịch. Nhiều người dùng trên Twitter thậm chí đã đặt giả thuyết những kết quả dịch khó hiểu được thu thập từ những email, tin nhắn riêng tư của người dùng. Năm 2018, đại diện Google là Justin Bieber giải thích với Vice rằng giả thuyết trên là không đúng. Google Translate học hỏi từ những ví dụ dịch thuật trên web và không dùng đến cũng như là không có quyền truy cập vào những tin nhắn riêng tư. Việc dịch thuật khó hiểu chỉ là kết quả của việc liên tục đưa ra những từ khóa vô nghĩa vào hệ thống. Ông Bieber khẳng định, lạm dụng tính năng đóng góp cộng đồng không phải chuyện chỉ xảy ra với Google dịch. Năm 2016, nhiều người chơi Pokemon Go trong nước đã phá hoại dữ liệu bản đồ Google Maps bằng cách là tạo nhiều địa điểm ảo hoặc là vị trí mới nhằm tăng số lượng Pokestop, khu vực người chơi nhận các vật phẩm miễn phí nhưng cần thiết, như bóng Pokeball, các loại đá hồi phục sức lực cho Pokemon, thậm chí là có một số người còn đặt lại tên cho địa điểm, tạo địa điểm giả mạo và rời nhiều địa danh từ nơi này qua nơi khác. Như vậy thì vừa rồi cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.